Ban cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã quyết định xuất 4,31 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, cụ thể hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 7 quận huyện với số tiền là 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố 78 triệu đồng, hỗ trợ cảng vụ hàng không miền Trung 24 triệu đồng, hỗ trợ công an thành phố để phân phối thành viên các chốt trực hơn 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ người dân Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh 500 triệu đồng. Tổng số trong đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hỗ trợ cho 3.000 hộ dân khó khăn và 1.799 người tham gia tuyến đầu phòng chống dịch.